Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng là con iPhone 6 này của mình nó bị cái lỗi là iPhone bị vô hiệu hóa. Cái lỗi này là do chúng ta nhập sai mật khẩu quá nhiều lần khiến iPhone bị vô hiệu hóa, cần kết nối vào iTunes và chúng ta cần phải chạy lại phần mềm cho con iPhone 6 này nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn cần phải cài đặt cho mình cái ứng dụng là Baotun. Ở đây máy tính của mình chưa cài nhá. Thế nên là mình sẽ phải mở cái trình duyệt Google Chrome lên. Mình sẽ gõ cái từ khóa đó là Baotun. Mình sẽ vào cái link đầu tiên này. Mình sẽ bấm vào download này. Rồi Baotun đã được tải về nhá. Mình sẽ kích vào để cài đặt luôn này. Mình sẽ bấm vào install này. Rồi mình sẽ bấm vào là lon để mở Baotun lên nhá. Đây, cái ứng dụng Baotun mà vừa mình cài đặt đây nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cài đặt cho mình iTunes nhé. Khi cài xong iTunes thì driver nó cũng sẽ đầy đủ luôn. Mình chỉ cần cài iTunes thôi. Mình sẽ bấm vào Install iTunes này. Các bạn chờ nó tải iTunes về nhé. Nếu mà các bạn chờ mà nó tải lâu cái iTunes này thì các bạn sẽ tắt đi cho mình nhé. Các bạn sẽ tải iTunes trực tiếp từ trình duyệt luôn. Các bạn mở trình duyệt lên. Rồi các bạn gõ cho mình cái từ khóa là iTunes. Các bạn bấm vào là Download iTunes. Rồi ở đây có phiên bản iTunes 32 bit và 64 bit này. Các bạn cần kiểm tra là máy tính của bạn chạy phiên bản 32 hay là 64 bit nhé. Các bạn chuột phải vào Zip PC, chọn vào Property này. Các bạn để ý cái mục là System Type nhé. Ở đây là 64 bit này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tải cái phiên bản 64 bit về này. Mình sẽ bấm vào đây 64 bit đây nhé. Mình sẽ bấm vào Download này. Đây iTunes đang được tải về này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kích vào iTunes này để mình cài đặt nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào Lake này. Mình sẽ cài đặt iTunes nhé. Install luôn này. Hiện lên cái bảng User Account Control. Mình sẽ bấm vào là Yes này. Ok, như vậy là mình đã cài đặt xong iTunes nhé. Mình sẽ bấm vào Finish này. Đó, nó mở lên iTunes. Các bạn cứ tắt đi cho mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng Baotun này. Vừa nãy thì mình đã cài đặt được Baotun và iTunes rồi. Nhưng ở cái video này thì mình sẽ sử dụng Baotun để mình chạy lại phần mềm cho con iPhone này nhé. Và trước khi chạy lại phần mềm thì mình sẽ kiểm tra cái tình trạng iCloud của con iPhone này là nó có đăng nhập tài khoản iCloud hay là không nhé. Nếu mà nó đăng nhập tài khoản iCloud, tức là cái mục là Find My iPhone là on, thì bắt buộc các bạn cần phải nhớ cái tài khoản iCloud mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con iPhone này nhé. Còn trong trường hợp Find My iPhone là off, tức là máy không đăng nhập tài khoản iCloud, thì lúc đó các bạn có thể là chạy lại phần mềm thoải mái nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở Baotun lên này. Bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc iPhone này với máy tính bằng chính cái cáp sạc của nó nhé. Một đầu thì mình sẽ gắn vào máy tính này, đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone này nhé. Bây giờ mình sẽ đưa con iPhone 6 này vào trong cái chế độ Recovery Mode nhé. Chính là cái chế độ treo cáp bằng cách là bấm giữ đồng thời phím nguồn và phím home nhé. Mình sẽ bấm giữ đồng thời hai cái phím này. Các bạn để ý nhé, máy nó tắt này. Rồi các bạn để ý khi hiện lên logo thì các bạn sẽ nhả cho mình phím nguồn ra. Đó, nhả nguồn ra nhưng mà vẫn phải giữ phím home này nhá. Bao giờ nó vào chế độ treo cáp như này thì các bạn sẽ nhả nốt phím home ra cho mình. Đây chính là nó đang ở trong chế độ Recovery Mode nhá. Rồi các bạn sẽ bấm OK cho mình này. Các bạn để ý nó đang ở trong chế độ Recovery Mode này. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là Serial Number này nhá. Các bạn bấm cho mình vào cái Serial Number này để copy này. Rồi các bạn sẽ iTunes mở lên thì các bạn cứ tắt đi cho mình nhá. Các bạn sẽ mở cho mình cái trình duyệt Google Chrome lên này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là Check iCloud. Các bạn enter cho mình. Ở đây thì các bạn có thể là chọn một trong hai trang này để chúng ta kiểm tra iCloud nhé. Các bạn có thể là bấm vào cái trang iunlocker.com hoặc là cái trang ifreeicloud.co.uk. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trang này này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuột phải vào cái ô này. Mình sẽ chọn Paste để dán cái serial number mà vừa mình copy vào đây nhé. Sau đó là mình sẽ bấm vào tìm kiếm này để mình kiểm tra nhé. Đó, các bạn để ý đã ra thông tin con iPhone 6 này là con iPhone 32GB màu gold. Các bạn cần chú ý cho mình cái mục đó là File My iPhone. Ở đây là off nhé.
tức là máy của chúng ta không đăng nhập tài khoản iCloud. Các bạn có thể là chạy lại phần mềm thoải mái mà không phải lo nghĩ gì nhá. Còn trong trường hợp mà Buy My iPhone này là on, bắt buộc chúng ta cần phải nhớ cái tài khoản iCloud mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con iPhone này nhá. Rồi off như này thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy lại phần mềm luôn nhá. Mình mở Bluetooth lên này. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào Go Flat này. Con iPhone 6 này của mình nó sẽ được chạy phần mềm lên cái phiên bản iOS 12.5.5 nhé, là cái phiên bản mới nhất hiện nay. Nó đã chọn như này rồi này. Bây giờ các bạn để ý cho mình ở cái phía dưới đây, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là Quick Flash Mode nhé. Đó. Nếu mà các bạn để cái chế độ là Retain User Data thì sẽ không được nhé. Mình sẽ chọn cái chế độ là Quick Flash Mode. Mình sẽ chạy lại phần mềm cho chiếc iPhone này về cái trạng thái ban đầu nhá, như là xuất xưởng ấy. Rồi mình sẽ bấm vào là Flash này. Tiếp tục mình sẽ bấm vào Flash này. Bây giờ thì nó mới tải cái phiên bản iOS này về nhá. Đây các bạn để ý cái vòng tròn này. Mình có thể là bấm vào để coi. Cái tốc độ tải cũng của mình cũng khá là cao nhá. Tùy theo tốc độ tải nhanh hay chậm mà cái quá trình tải của chúng ta về sẽ nhanh hay là lâu nhá. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhá. Các bạn để ý nhá, bây giờ nó đang chạy phần mềm cho mình đây này. Hiện lên cái phần mềm iTunes này thì các bạn cứ tắt đi cho mình nhá. Ở đây mình sử dụng Bluetooth rồi. Bây giờ nó đang chạy phần mềm cho cái chiếc iPhone của mình này. Đây các bạn để ý này, bây giờ cái thanh này nó đã chạy nhá. Và các bạn cần phải chờ đợi nó chạy hết cái thanh này. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ở trên máy tính thì nó đang cái quá trình Writing File System này đang là 21% rồi. Các bạn để ý nhá, nó đã chạy xong cái thanh này rồi. Và bây giờ máy của mình nó sẽ khởi động lại một lần nữa nhá. Và ở trên máy tính của mình Bluetooth nó cũng báo là congratulation, tức là cái quá trình flash của mình đã thành công rồi nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa này. Trên iPhone của chúng ta thì nó sẽ chạy lại cái thanh này một lần nữa nhá. Và cái lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Rồi mình cũng sẽ tua cái đoạn này để đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn nhé. Ok các bạn để ý này, iPhone của mình nó đã chạy xong cái thanh đấy. Bây giờ thì nó đã hiện lên như này nhé, hiện lên cái màn hình là xin chào này. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phím home này để mình cài đặt nhé. Mình thiết lập iPhone nhé. Mình sẽ bấm phím home này. Giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này. Mình chọn quốc gia là Việt Nam này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào là thiết lập thủ công này. Rồi mình sẽ kết nối vào wifi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là kết nối này. Rồi bây giờ dữ liệu và quyền riêng tư mình cứ bấm vào là tiếp tục này. Ở đây thì mình sẽ đặt vân tay sau nhé. Mình sẽ bấm vào là thiết lập ID sau này, tắt ID sau. Mình sẽ bấm vào là không sử dụng. Rồi tạo mật mã này thì mình cũng sẽ tạo sau nhé. Mình sẽ bấm vào tùy chọn mật mã, không sử dụng mật mã này, không sử dụng mật mã. Ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ chọn là không chuyển ứng dụng và dữ liệu nhé. Ở mục ID Apple này thì mình cũng sẽ tạo sau nhé. Mình sẽ bấm vào là bạn đã quên mật khẩu hoặc không có này. Mình sẽ bấm vào thiết lập sau trong cài đặt này, không sử dụng này. Điều khoản và điều kiện mình sẽ bấm vào đồng ý này. Cài đặt nhanh, mình bấm tiếp tục. Luôn cập nhật iPhone của bạn, mình bấm tiếp tục. Message and FaceTime, mình bấm tiếp tục. Thời gian sử dụng, tiếp tục này. Phân tích ứng dụng, mình cứ bấm vào là chia sẻ với phát triển ứng dụng này. Mình sẽ bấm này. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp này. Ok, đã đến cái màn hình chào mừng bạn đến với iPhone, mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Ok, như vậy là mình đã có thể là vào được cái màn hình chính của con iPhone 6 này để có thể là sử dụng được bình thường rồi nhá. Công việc của bạn bây giờ chỉ là tạo tài khoản ID Apple để chúng ta tải những cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng về nữa thôi, nào ok nhá. Như vậy này, video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng con iPhone 6 này bị vô hiệu hóa khi mà chúng ta nhập sai mật khẩu nhiều lần nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.